Một vài giờ thôi thì có một cái thông tin rất là vui là Hạ viện của Mỹ người ta đã thông qua cái gói hỗ trợ để mà cho mỗi cái người dân của Mỹ một cái stimulus check trị giá là 2.000 đô. Thì cụ thể cái gói hỗ trợ vừa được thông qua ngày hôm nay gồm những cái gì và tiếp theo số phận của cái check lần thứ 3 trị giá 2.000 này như thế nào, có đến được tay người dân của Mỹ hay không, thì các bạn hãy coi hết cái video này với em nha. Hello, hello, hello tất cả các bạn. Chào mừng các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với lại kênh YouTube channel này của An Lê USA. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú thấy An á, thì cảm ơn mọi người đã lựa chọn cái video này của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ngoài kia. Và nếu như mà các anh, các chị, các cô chú muốn tìm hiểu thêm về thuế, về bảo hiểm sức khỏe, đầu tư, mua bán stock, ăn uống, vui chơi, giải trí ở đâu, cũng như là về cuộc sống Mỹ á, thì nhớ nhấn vào cái nút chuông màu đỏ phía dưới bên đây giùm An nha, để mỗi khi mà up cái video mới nhất lên cái kênh channel này thì các bạn, các anh chị, các cô chú mình sẽ là người đầu tiên coi được cái kênh YouTube này của An cũng như là video của An. Thì hôm nay có một cái thông tin rất là vui luôn, vừa được xảy ra ở dưới Hạ viện cách đây vài tiếng trước thôi. Thì đúng một tuần trước đó thì cái gói hỗ trợ mà 900 tỷ trong đó có cái check 600 được thông qua ở dưới Quốc hội, và một tuần sau á thì ở dưới Hạ viện của Mỹ người ta đã vừa mới thông qua một cái gói hỗ trợ mới, và cái gói hỗ trợ này á là stand alone bill, tức là chỉ có bầu cho cái gói này thôi. Và cái gói này là cho những cái người dân của Mỹ một cái tấm check lần thứ 3. Tấm check lần đầu tiên là 1.200 đã nhận được hồi tháng 3 tháng 4 rồi. Tấm check lần thứ 2 trị giá 600 vừa mới được Tổng thống Donald Trump ký vô ngày hôm qua, thì sớm nhất đó là thứ 2 tuần sau, đúng là đúng một tuần nữa, tức là tháng 1 ngày 4 tây, thì IRS người ta sẽ gửi cái tiền 600 này ra. Và ngày hôm nay cũng là một ngày thứ hai luôn, tháng 12 ngày 28 tây, Hạ viện của Mỹ với 2/3 số người ủng hộ thì đã vừa thông qua cái gói hỗ trợ mà cho những cái người dân Mỹ một cái tấm check trị giá là 2.000 đô lần thứ ba, một cái tấm check lần thứ ba trị giá là 2.000 đô. Và có một cái điều mà em nghĩ là rất là vui trong cái gói hỗ trợ được thông qua ngày hôm nay mà em muốn chia sẻ với các bạn, các anh chị, các cô chú á, thì có rất là nhiều người nói với em đó là ồ tại sao á là những cái người phụ thuộc mà trên 17 tuổi không có được cho cái tấm stimulus check 1.200 rồi, mà trong cái tấm stimulus check 600 hôm qua đó thì những cái người phụ thuộc trên 17 tuổi cũng không được tiền luôn, thì không có công bằng cho những cái người đó. Thì ngày hôm nay cái gói hỗ trợ mà vừa mới được thông qua ở Hạ viện về cái tấm stimulus check 2.000 đó, thì trong cái gói này có một cái phần, tức là những cái người mà người lớn cũng được 2.000, một cặp vợ chồng được 2.400, một người phụ thuộc dưới 17 tuổi cũng được 2.000. Và đặc biệt luôn á là một người phụ thuộc mà trên 17 tuổi thì đã được bỏ vô cái gói hỗ trợ ngày hôm nay. Và nếu như mà cái gói này được thông qua thì một người phụ thuộc mà trên 17 tuổi cũng sẽ nhận được cái tấm stimulus check 2.000 cho cái lần này. Nên đó là các bạn, các anh chị, các cô chú, nếu mà hai lần trước mình chưa nhận được thì mình đừng có quá buồn. Mình hy vọng vô lần này, nếu mà cái gói này được thông qua thì mình sẽ nhận được cái stimulus check lần thứ ba này và trị giá là 2.000. Người ta sẽ không cho lại hai lần trước, nhưng mà nếu mà lần này được thông qua thì những cái người phụ thuộc mà trên 17 tuổi cũng sẽ nhận được cái số tiền này. Và khi mà ở Hạ viện người ta thông qua đó thì có 275 phiếu là ủng hộ và cỡ khoảng 124 phiếu là từ chối. Và hầu hết là những cái nhà lập pháp ở dưới Hạ viện á, mà bên Đảng Dân Chủ người ta ủng hộ cái gói này, chỉ có 1/3 những cái nhà lập pháp ở dưới Hạ viện đến từ Đảng Cộng Hòa người ta ủng hộ cái gói này thôi, và 2/3 những cái nhà lập pháp của bên Đảng Cộng Hòa ở dưới Hạ viện thì người ta đã bỏ phiếu và không thông qua cái gói này. Nhưng mà tổng số lại thì vẫn ở dưới Hạ viện người ta vẫn có đủ 2/3 số phiếu để mà có thể thông qua cái gói hỗ trợ này ở dưới Hạ viện. Và cái bước tiếp theo sẽ như thế nào? Thì ngày mai, tức là ngày thứ 3 tháng 12 ngày 29 tây, thì cái gói hỗ trợ này sẽ được trình lên trên Thượng viện và sẽ được Thượng viện người ta bỏ phiếu cho ngày mai. Thì nếu mà các bạn chưa biết thì để mà thông qua một cái gói hỗ trợ trên Thượng viện thì người ta cần ít nhất là 60 phiếu mà những cái nhà lập pháp đến từ Đảng Dân Chủ
ở thượng viện đó là cộng với lại những cái người mà dependent, tức là những cái người mà không phải là của đảng Dân Chủ, không phải là của đảng Cộng Hòa đó, thì người ta có khoảng 47 người, tức là người ta chỉ cần 13 nhà lập pháp đến từ đảng Cộng Hòa ủng hộ cái gói hỗ trợ này, thì cái gói này sẽ được thông qua ở trên thượng viện, và rất là nhiều khả năng là những cái người dân của Mỹ, người ta sẽ nhận được thêm một cái tấm stimulus check lần thứ 3 trị giá 2.000 đô này. Và giống như em chia sẻ ở trên đó là cái tỷ lệ mà ở dưới hạ viện nó là 1/3 những cái nhà lập pháp đến từ đảng Cộng Hòa ủng hộ, 2/3 những cái nhà lập pháp đến từ đảng Cộng Hòa người ta từ chối, thì bây giờ ở trên thượng viện là đã có 47 những cái nhà lập pháp mà đến từ đảng Dân Chủ, mà những cái người mà không phải của hai đảng luôn rồi thì chỉ cần 13 người nữa thôi. Thì nếu như mà theo cái tỷ lệ mà ở dưới hạ viện á, thì rất có nhiều khả năng á, là sẽ có đủ 13 người, 13 nhà lập pháp đến từ đảng Cộng Hòa ở trên thượng viện, người ta sẽ bỏ phiếu cho cái gói hỗ trợ này. Và cái gói hỗ trợ này em nhắc lại với các bạn một lần nữa là cái gói tiền 2.000 đô này là được Tổng thống Donald Trump demand, tức là yêu cầu Quốc hội phải cho cái số tiền này cho những cái người dân của Mỹ, nên á, là Hạ viện thông qua rồi và chỉ cần Thượng viện thông qua nữa thôi thì chắc chắn á, là Tổng thống Donald Trump sẽ ký tên một cái gói hỗ trợ này, và những cái người dân của Mỹ mình sẽ nhận được thêm một cái similar check nữa lần thứ 3, và cái gói này lớn hơn hai gói trước luôn, lớn hơn hai gói trước cộng lại, một cái là 1.200 cộng với 600 là 1.800 thôi, thì cái gói này thì nó trị giá tới 2.000 luôn, lớn hơn rất là nhiều so với lại cái gói trước đó. Và cái gói này là Tổng thống Donald Trump yêu cầu bên Thượng viện và Hạ viện bỏ vô để mà cho người dân Mỹ cái số tiền nhiều hơn, thì rất là dễ dàng để mà Tổng thống Donald Trump có thể ký thông qua cái gói hỗ trợ này. Và nếu mà ký thông qua được cái gói hỗ trợ này thì em tin chắc chắn rằng rất là vui đối với đại những cái người dân của Mỹ, tại vì mình sẽ có thêm được một cái số tiền. Các bạn, các anh chị, các cô chú cũng biết đó là sau dịp lễ Christmas đó, thì tất cả các nhãn hàng Macy, Nordstrom này nọ, người ta đều sale rất là nhiều luôn. Thì cái check này nó tới vừa kịp lúc, và cái check 600 nữa nó tới vừa kịp lúc để mà mình có tiền, mình trang trải cho những cái chi phí, hoặc là mình có thêm một cái số tiền để mà mình mua sắm cho gia đình và cho người thân. Và nếu như mà các bạn nào mà chưa có cái account với lại bên Rakuten á, là để mà mình mua sắm online, tại vì bây giờ cái thời buổi dịch bệnh nó tăng lên rất là nhiều, nhiều người người ta cũng ngại đi ra mall để mà mua, thì người ta shopping online rất là nhiều luôn. Và cái Rakuten á là một cái app, một cái website để mà mình có thể vô đây, mình đi tới Macy, mình đi tới Nordstrom, mình mua đồ và mình được nhận cashback lại 10%, 15%. Nhiều khi á, Macy được nhận cashback lại 10%, 15% trên tổng cái giá trị mà mình mua nữa, rất là tốt luôn. Và hiện nay thì nó đang có cái promotion là các bạn mở account bằng cái đường link của An ở dưới cái comment ở dưới đó, thì các bạn xài 20 đồng để mà mua bất cứ đồ gì ở Macy, ở Nordstrom vậy, hoặc là ở Yankee Candle vân vân, thì các bạn sẽ được cho lại 20 đồng ngay lập tức luôn, nên rất là tốt để mà các bạn có thể mua sắm online trong cái thời điểm hiện nay đó. Và có một cái nữa mà em muốn chia sẻ với các bạn đó là ngoài cái mua sắm online ra để mà mình mua sắm đồ cho người thân, cho gia đình là rất là tốt rồi, thì mình cũng nên sử dụng cái số tiền này hợp lý, bằng mình nên, một trong những cái cách mà em khuyên mọi người nên xài tiền đó là khi mà mình nhận được tiền đó, một phần mình mua sắm, nhưng mà một phần mình nên tiết kiệm. Và tiết kiệm đó, mà mình không có đầu tư đó, thì nó sẽ rất là uổng cái tiền đó. Thì các bạn nếu mà đã mua sắm rồi mà vẫn còn dư thì nên đầu tư. Và đầu tư với cái bước một, bước quan trọng nhất á, là nên mở account. Thì em recommend các bạn hai cái app để mà mở, thứ nhất là Robinhood và thứ hai á, là Webull, tại vì hai cái này nó vừa có stock mà nó vừa có ripple currency, tức là tiền ảo á, tiền mà không phải tiền ảo, mới gọi là tiền mà qua mạng á. Ví dụ như là Bitcoin, là Ethereum, Litecoin, và các bạn cũng biết đó là cuối năm nay á, ripple currency Bitcoin nó đã lên rất là nhiều luôn, trong vòng chỉ có cỡ khoảng 3 tháng thôi, Bitcoin nó đã lên từ 13.000 cho tới 28.000 rồi. Bây giờ hiện tại là nó đang 28.000 cho một coin, rất là tốt. Và tương lai á, thì cái tiền này người ta sẽ sử dụng nhiều hơn với lại những cái đồng tiền khác.
thì An sẽ để hai cái đường link của Webull với Robinhood cho các bạn ở dưới nha. Và nhớ giùm An á là Webull có promotion mở account deposit vô 100 đồng sẽ nhận được tới 4 cái stock free, và cái stock này nó có thể trị giá lên tới 1.600 luôn. Thì những bạn nào mà chưa có account với hai nơi này thì nên mở một trong hai nơi này để mà mình vừa có thể trade stock, mình có thể đầu tư stock mà mình cũng có thể theo dõi thị trường tiền cryptocurrency nữa. Thì cái link sẽ để ở dưới. Còn các bạn, các anh chị, các cô chú mà có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì với An á thì cứ comment cho An biết nha, và An sẽ trả lời hết tất cả mọi câu hỏi của mọi người theo như cái sự hiểu biết của An. Và An chúc mọi người, các anh chị, các cô chú mình có một cái buổi tối thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hy vọng á là ngày mai sau khi mà thượng viện người ta bỏ phiếu rồi đó thì An lại được lên đây để mà chia sẻ với các bạn một cái thông tin vui nữa từ bên thượng viện thông qua cái gói hỗ trợ này của ngày mai. Và giống như em nói ở trên đó là chúc mọi người thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bye bye.